xung quanh thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội muốn nhập 160 toa xe cũ từ Trung Quốc. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, vấn đề này đang nằm ở phần khảo sát với tinh thần chỉ đạo của tổng công ty và để nâng cao chất lượng phục vụ của vận tải đường sắt sẽ không có chuyện đường sắt Hà Nội nhập toa tàu cũ từ Trung Quốc. Trước thông tin, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội muốn nhập 160 toa xe cũ từ Trung Quốc, chiều qua Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng lập tức chỉ đạo cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội. Đồng thời, ông Hiệp cũng bị mất chức làm người đại diện phần vốn của nhà nước tại đơn vị này. Thế hiện nay thì cái công tác này thì đang nằm ở cái vấn đề là khảo sát của ban điều hành. Hiện nay công ty chúng tôi, hội đồng thành viên thì cũng chưa nhận được cái báo cáo chính thức của ban điều hành về xin cái chủ trương này. Và chúng tôi chưa nhận được thì chúng tôi cũng còn chưa cân nhắc cái việc khảo sát để lấy thông tin. Còn thông tin mà khi đã trở thành cái dự án thì chắc chắn là hội đồng quản trị chúng tôi thì không bao giờ với cái tinh thần chỉ đạo của tổng công ty, chúng tôi sẽ không nhập những cái toa xe mà cũ như vậy. Hiện nay, đường sắt Việt Nam đang thuê toa xe từ phía đường sắt nước bạn là Cục Đường sắt Côn Minh Trung Quốc. Giữa năm 2015, Trung Quốc chuyển qua sử dụng đường sắt khổ 1435, do đó có mời đường sắt Hà Nội mua lại 160 toa tàu cũ. Trong số này, có 120 toa đóng từ hơn 20 năm trước. Những toa xe mới nhất cũng có tuổi thọ khoảng 12 năm. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã khảo sát và xin ý kiến của hai bộ, Khoa học và Công nghệ và Bộ Giao thông Vận tải để được hướng dẫn về thủ tục. Chiều hôm qua thì chúng tôi cũng họp hội đồng thành viên, triệu tập cả ban điều hành và cũng trên tinh thần của tổng công ty ấy, là yêu cầu ban điều hành có cái báo cáo rõ về việc này. Và chiều nay thì chúng tôi sẽ có cuộc họp hội đồng thành viên để xem xét về cái báo cáo này. Sau khi có cái báo cáo và xem xét thì hội đồng thành viên sẽ báo cáo với hội đồng thành viên tổng công ty là chủ sở hữu của chúng tôi về cái sự việc này. Thời gian vừa qua chúng tôi là rất đáng tiếc là không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào. Về chúng tôi được quan điểm thì nếu đã đầu tư mua sắm là phải tuân thủ theo đúng cái chiến lược quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và các quy hoạch do Bộ trưởng phê duyệt, các đề án để phát triển giao thông vận tải. Mặt hàng đầu máy, toa xe, tàu hỏa không nằm trong danh mục các loại vật tư đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu. Đường sắt Việt Nam hiện nay vẫn đang thuê toa xe của Trung Quốc để hoạt động. Tuy nhiên, thông tin đơn vị muốn nhập toa xe cũ vẫn nhận được rất nhiều ý kiến phản đối vì nó đi ngược lại với xu